Để con ở nhà một mình không yên tâm, người mẹ quyết định xem camera và rùng mình phát hiện con gái đang bị thế lực vô hình trêu đùa. Vừa qua, một tài khoản TikTok có tên là Ellie đã đăng tải một đoạn video vô cùng đáng sợ được trích xuất từ camera trong chính ngôi nhà của mình, khiến người xem không khỏi hoang mang, lo lắng. Theo người mẹ kể lại, khi cô phải đi tới siêu thị để mua chiếc máy giặt mới, do phải mang vác rất nặng nên không thể đem đứa con gái nhỏ theo được, cô đành phải để nó ở nhà một mình. Cảm thấy không yên tâm, cô vừa đi vừa theo dõi camera thì phát hiện cảnh tượng vô cùng quái dị. Theo đó, con gái có vẻ đang chơi với một quả bóng. Khi cô bé đặt nó đứng yên thì đột ngột lùi lại và bị xô ngã bởi một thứ gì đó. Quả bóng cũng tự nhiên lăn một cách rất bất thường. Bất thình lình, chân cô bé duỗi thẳng ra và bị nhấc bổng lên không rõ nguyên do. Theo một số nghiên cứu, để có thể tự mình duỗi chân và nâng lên như trong video là vô cùng khó. Đặc biệt còn đối với một đứa trẻ nữa thì là điều không thể, nên chắc chắn đã có thế lực vô hình nào đó tác động vào cơ thể cô bé. Sau khi chứng kiến tất cả, người mẹ bàng hoàng, tức tốc chạy về nhà. Rất may mắn là cô con gái nhỏ của mình không bị thương. Quá hoảng sợ, cô đã quyết định đăng tải video lên mạng xã hội. Sau khi chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người cho rằng có lẽ con gái cô ấy đã bị một linh hồn ma quái nào đó đang trú ngụ trong ngôi nhà trêu đùa. Số khác thì lại nghĩ rằng cô bé có thể đã bị vấp ngã bởi món đồ chơi quá nhỏ khiến camera không ghi lại được. Còn các bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!